Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 6 của bộ truyện Phi Đao Túy Nguyệt. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Họ Đinh kia. Chuyện gì? Đinh Khai khôi phục lại tinh thần nói. Ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Thế nào? Phu thê người ta đoàn viên, ngươi đứng như khúc gỗ ở đây để làm gì? Thiếu niên áo lam nói. Còn không mau đi. Chúc mừng, chúc mừng. Tài hạ xin kính một chung rượu mừng. Đinh Khai lại cười. Rượu, 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 rượu. Ngươi cả ngày chỉ biết ngâm mình trong rượu. Thiếu niên áo lam sầm mặt nói. Chuyện này hãy nói sau. Được, 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 được. Tài hạ sẽ đi ngay bây giờ. Trong miệng nói đi, nhưng thân hắn lại không nhúc nhích. Hắn là... Tái Chân Trông nghi hoặc nhìn thiếu niên áo lam. Là bằng hữu của chàng sao? Ai có loại bằng hữu tiểu quỷ này? Thiếu niên áo lam khinh thường nói. Có điều hắn rất khó chịu, đôi lúc thay ta làm một số chuyện. Nói như vậy cũng không khác lắm so với hạ nhân. Tần công tử, Đinh Khai quyết định giả vờ. Chỉ cần có mấy bát rượu vàng vào bụng, tài hạ sẽ càng chịu khó hơn. Thiếu niên áo lam muốn cười, khóe miệng khẽ giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không cười ra. Lúc này y tuyệt đối không thể cười, nhất là không thể cười với Đinh Khai. Y phải bảo trì một loại thân phận và khí phái cao cao tại thượng. Lãng tử trở thành hạ nhân, đây há phải là chuyện bình thường. Vở kịch rất sống động này càng làm tăng thêm cái vẻ tiêu sái phong độ của thiếu niên áo lam. Cho dù là tiên nữ trên trời cũng sẽ động lòng phàm. Tái Chân Châu không khỏi tâm say thần mê. Nàng cử động vòng eo, kéo kéo gấu quần, ánh mắt long lanh. Hắn vẫn còn chưa đi. Nàng nói đương nhiên là Đinh Khai. Trong mắt của nàng, vì giang hồ lãng tử này chỉ trong khoảnh khắc như đã biến thành một người khác. Vừa rồi còn rất nổi tiếng, lúc này đã trở thành một đống phân. Nhân sinh gặp gỡ như mây khói thoảng qua, quả nhiên là biến hóa khó lường. Đương nhiên Đinh Khai cũng không thèm để ý. Họ Đinh kia, ngươi không có lỗ tai sao? Thiếu niên áo lam giống như hưởng ứng, lập tức trầm giọng nói. Quay về phía sau, chạy đi. Đinh Khai lẻ lưỡi giả làm mặt quỷ, nhưng hắn dù sao cũng không dám không tuân theo. Người ta chỉ bảo hắn chạy, hắn lại giống như bay, thân thể vừa chuyển đã rời khỏi hiện trường. Hắn vốn định ẩn thân vào chỗ tối, lén xem một chút trò hay, nhưng lại lo lắng Lâu Đại Chiêu trở sốt ruột sẽ xông qua đây, cho nên một đường bay nhảy, chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên ngoài rừng rậm. Chỉ thấy Lâu Đại Chiêu lúc này đang tựa vào một gốc cây ngủ gật. Lâu Đại Chiêu giật mình tỉnh dậy, chùi chùi con mắt, tròng mắt nhanh như chớp đảo quanh trên người Đinh Khai. Ngươi nhìn cái gì? Đinh Khai trừng mắt nhìn hắn. Nhìn thử xem có chỗ nào khác biệt. Lâu Đại Chiêu nói. Khác biệt sao? Đinh Khai nói. Hay thật. Bằng hữu xông vào hiểm địa, ngươi không quan tâm đến sinh tử an nguy của hắn, lại ở chỗ này gục đầu nằm ngủ. Cái gì sinh tử an nguy? Vạn nhất Đinh Mỗ bị độc thủ của cô ta. Sẽ không. Đó không phải là hiểm địa, mà là nhu hương. Lâu Đại Chiêu nói. Ta lo lắng chính là ngươi sẽ mê muội. Mê muội? Cho nên ta muốn cẩn thận nhìn một phen. Lâu Đại Chiêu nói. Xem thử có đúng hay không. Đã từng cởi áo thắt lưng, đầu tóc không chỉnh tề. Đồ miệng thối. Miệng mặc dù thối, thế nhưng lời nói lại là sự thật. Lâu Đại Chiêu nói. Chẳng lẽ vừa rồi không phải ngươi đã gặp một cái miệng thơm miệng ngọt, nhưng lại nói đầy lời dối trá? Đồ dâu thối. Đinh Khai cười nói. Nhưng thật ra nói cũng đúng. Lâu Đại Chiêu được tán thưởng càng đắc ý, nhếch miệng cười lớn. Mau mau thú nhận đi. Thú nhận? Thú nhận cái gì? Có đúng là xuân phong một độ hay không? Không sai, ta quả thật là có ý này. Đinh Khai cười lớn. Chỉ tiếc là gậy đánh uyên ương chia hai ngả, xuân phong khó vượt ngọc môn quan. Thế là có ý gì?
nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim. Có loại chuyện này sao? Lâu Đại Chiêu trợn mắt há mồm. Nói mau, Trình Giảo Kim này là ai? Trình Giảo Kim này thật cũng không giống là Trình Giảo Kim. Đinh Khai cười nói, hắn là một tên tiểu sinh mặt như chát phấn, môi như chu sa, sống mũi như ngọc, làn da trắng ngần, phong lưu khoáng đáng. Vì vậy bà nương kia liền thay lòng. Đúng vậy, nàng đã từ bỏ tên giang hồ lãng tử ta. Đinh Khai cười nói, lại ôm đàn tì bà theo người khác rồi. Gạt người? Ai gạt người? Đây là sự thật. Sự thật? Lâu Đại Chiêu nói, đánh chết ta cũng không tin. Vì sao? Ngươi và ta quen biết đã lâu, chẳng lẽ ta lại không hay biết sao? Lâu Đại Chiêu nói, ngươi mà là lãng tử cái gì? Ngươi chỉ là một tên lãng tử giả hiệu. Ồ, nếu như thật sự có chuyện đó, tiểu đinh ngươi lại nuốt nổi cơn tức này sao? Không đánh bẹp tên tiểu tử kia mới là chuyện lạ. Ngươi nói không sai, ta quả thật hận đến răng cũng ngứa lên. Đinh Khai nói, đáng tiếc là ta không dám đánh hắn. Ngươi không dám? Không có cái gan này. Ngươi không có gan? Lâu Đại Chiêu cười lớn. Được rồi, tiểu đinh, ngươi đóng kịch quả thật rất giống. Ngươi thật sự không tin sao? Vì sao phải tin? Ta cũng không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Không sai, ngươi là người từng trải, lão luyện thạo đời, đa mưu túc trí, còn có một đôi mắt tinh tường. Đinh Khai cười lớn, chúng ta qua đó nhìn một cái xem sao. Ngươi nói là tên tiểu tử kia vẫn còn ở đó. Theo ta suy đoán, bây giờ chính là lúc nóng nhất. Hai mắt Lâu Đại Chiêu đột nhiên sáng ngời, nhảy dựng lên. Được, chúng ta hãy đi xem. Không sợ ta gạt ngươi sao? Gạt? Vậy cứ để ngươi gạt một lần đi. Lâu Đại Chiêu cười khẩy. Hiển nhiên hắn tình nguyện bị lừa, lại sợ vạn nhất bỏ lỡ cái loại tình cảnh nam hoan nữ ái này. Đương nhiên Đinh Khai cũng không nguyện bỏ qua, nhưng mục đích của hắn không giống. Cái hắn muốn nhìn là một vở kịch giả phượng hư hoàng, hơn nữa còn biết trò vui khó gặp này sẽ có kết cục ra sao. Có điều đại khái cũng có thể đoán được, tuyệt đối sẽ không phải là trăng tròn hoa thắm. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là nhìn lén, cước bộ phải nhẹ. Đinh Khai dặn dò, không được phát ra tiếng động. Được, ta biết rồi. Lâu Đại Chiêu gật đầu. Bất luận nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng. Đinh Khai lại căn dặn. Rồi, mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi. Lâu Đại Chiêu gật đầu như đâm tỏi. Chỉ cần không bảo ta che mắt lại là được. Đinh Khai nhún vai cười. Hai người một trước một sau xuyên rừng mà vào. Khoảng đất trống nho nhỏ vẫn như cũ, tảng đá cũng vẫn như cũ. Nhưng người ngồi trên tảng đá ôm tỷ bà thì đã không thấy, thiếu niên áo lam cũng không thấy. Đúng mắt thường có thể nhìn thấy, trên khoảng đất trống trải đã có nhiều vết chân. Đinh Khai giật mình trợn mắt. Chính là nơi này sao? Lâu Đại Chiêu đầy bụng hoài nghi nhìn Đinh Khai. Hai người thân mật ở nơi nào? Ta làm sao biết? Gạt người, quả nhiên là gạt người. Lâu Đại Chiêu kêu lên, nơi này quỷ cũng không có. Đừng ồn ào. Đinh Khai ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Người... Lâu Đại Chiêu chỉ vừa nói một chữ, Đinh Khai đã vọt người xuyên qua khoảng đất, giống như phát giác được điều gì. Hắn quả thật đang nghe được một tiếng rên rất nhỏ. Cảnh lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, cũng ngăn cản tầm nhìn, nhất thời không thể phân biệt được cảnh vật chung quanh. Nhưng có âm thanh thì bao giờ cũng tìm được. Đinh Khai theo tướng mà đi, cuối cùng nhìn thấy một cái bóng đang lay động. Đó là một cái bóng màu trắng, cao cao trèo giữa không trung. Là một người, một nữ nhân y phục trắng như tuyết. Nữ nhân này chính là Tái Chân Châu. Lúc này tứ chi của nàng đã bị trói lại, treo trên một chạc cây vắt ngang qua. Đinh Khai vốn đang ngờ tới nàng sẽ gặp xui xẻo, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Bằng vào sức lực một người, trói tứ chi của người khác lại, đây không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng thiếu niên áo lam chỉ trong nháy mắt đã làm xong. Đinh Khai đang nghĩ xem y đã dùng phương pháp gì. Lúc này Lâu Đại Chiêu cũng chạy đến, đầu tiên là giật mình, cho đến khi nhìn rõ người bị trói là ai thì lại nhíu mày. Vẻ mặt của hắn không hề có chút hả hê, càng không vỗ tay cười lớn.
tên lỗ mãng này đã biểu hiện ra một loại bản sắc đáng khâm phục. Nếu như hắn có bản lĩnh, rất có thể đã tự mình giết chết nữ nhân này. Thế nhưng hôm nay, nữ nhân này lại thua trong tay người khác, hắn có gì đáng để đắc ý? Có điều hắn đã biết, Đinh Khai không hề lừa gạt. Tái Chân Châu đầu tóc rối tung, dáng vẻ cực kỳ chật vật, hiển nhiên đã trải qua một phen giãy giụa, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. "Tiểu Đinh, cứu ta với." Nàng đã thấy được Đinh Khai. "Ta không dám," Đinh Khai nói. "Ngươi sao lại không dám?" Tái Chân Châu yếu ớt nói. "Chuyện mà Ngũ Nhạc tán nhân làm, ta luôn luôn không dám nhúng tay vào," Đinh Khai nói. "Chính y sẽ đến cứu ngươi." "Chính hắn?" "Đúng, có lẽ y sẽ hồi tâm chuyển ý." "Hắn sẽ không." "Sẽ không? Tại sao chuyện lại trở nên như vậy?" Đinh Khai nói. "Chắc hẳn là ngươi đã không đủ ôn nhu săn sóc." "Tiểu Đinh, đừng nói những lời này," Tái Chân Châu buồn bã nói. "Ngươi có mới biết một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu, còn có 10 vạn lượng bạc giấu ở địa phương nào hay không?" "Muốn biết?" Đinh Khai lập tức nói. "Vậy ngươi..." "Ta thế nào?" Đinh Khai nói. "Nếu như ngươi muốn dùng chuyện này làm điều kiện trao đổi, chỉ sợ là lầm rồi." "Ngươi thấy chết mà không cứu sao?" "Ngươi sẽ không chết." "Tiểu Đinh, ta chỉ còn lại một chút hơi thôi." "Đừng quan tâm, một hơi này còn dài lắm," Đinh Khai nói. "Nếu như Ngũ Nhạc tán nhân kia muốn người chết, chỉ cần nhấc tay là được." "Ai?" "Được rồi, ý làm thế nào để đem ngươi buộc lên?" "Trước tiên hắn điểm huyệt đạo của ta, tiếp đó trói ta lên, sau đó lại giải huyệt đạo." "Cao Minh." "Tiểu Đinh, ngươi hỏi chuyện này làm gì?" "Bởi vì ta cũng muốn trói ngược lên, đáng tiếc là lúc đó không nghĩ ra được biện pháp này." "Tiểu Đinh, ngươi thật độc ác." "Ta cũng không độc ác, nếu như độc ác ta đã sớm giết ngươi," Đinh Khai lạnh lùng nói. "Ta giết ngươi cũng chỉ cần nhấc tay mà thôi." Ngươi vẫn tin tưởng Cao Nhất Hổ sao?" "Muốn ta tin tưởng ngươi sao? Ngươi đã công khai rồi," Đinh Khai nói. "Bằng không làm sao biết đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu và kia 10 vạn lượng bạc giấu ở nơi nào?" "Ta..." "Bởi vì ngươi cũng chen chân vào, đúng không?" "Tiểu Đinh, ngươi quả thật rất khôn khéo," Tái Chân Châu buồn bã nói. "Được, ta nói, ta cái gì cũng nói." "Nếu như chính ngươi muốn nói, Đinh Mỗ cũng không phản đối." Trước tiên ngươi hãy thả ta xuống đã." "Không cần," Đinh Khai nói. "Nếu như của ngươi thật sự muốn nói, một câu là đủ rồi." "Ta có rất nhiều chuyện muốn nói cho ngươi." "Không cần, Đinh Mỗ luôn luôn không thích dài dòng." Đinh Khai nghiêm mặt. "Nói chuyện quan trọng đi." "Quan trọng?" "Ngươi đương nhiên biết chuyện gì là quan trọng," Đinh Khai nói. "Nếu như muốn chịu khổ thêm một chút, vậy thì tùy." Hắn đã nói rõ, chuyện quan trọng chỉ cần một câu. "Ai, ta quả thật chịu không nổi nữa." Tái Chân Châu nghẹn ngào. "Tay của ta..." Đinh Khai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thứ trói tay chân của nàng nguyên lai là một dây leo. Những bộ vị đã bị buộc chặt đã trở nên sưng đỏ. Nữ nhân có da thịt non nớt như vậy, tư vị này quả thật vô cùng khó chịu. "Ta thấy rồi," Đinh Khai nói. "Còn có chân của ngươi." Ta sắp chết rồi." "Tuyệt đối sẽ không," Đinh Khai lạnh lùng nói. "Chỉ là một lúc sau có thể sẽ biến thành phế nhân." "Nếu là như vậy còn không bằng chết cho xong." "Việc gì phải như vậy?" Đinh Khai xót xa nói. "Thế gian còn nhiều mỹ nhân chân quẻ, tây thi tay cụt." "Người..." "Ta nói tất cả đều là lời thật." "Được, ta nói. Sau khi ta nói..." Tái Chân Châu nhìn Đinh Khai trong mắt rơi lệ. "Sau khi ngươi nói, Đinh Mỗ sẽ suy nghĩ." "Tiểu Đinh, ta cầu xin ngươi, ta trước tiên nói về..." Tái Chân Châu thở dài một tiếng. "Địa phương kia là ở..." Chợt nghe phập một tiếng, dây leo liền đứt đoạn. "Dây leo này tại sao lại đứt?" Chỉ thấy cành cây rung lên, Tái Chân Châu liền rơi xuống. Đồng thời vù một tiếng,
từ mặt bên bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lao tới. Thân pháp thật nhanh, chuyển như du long, nhanh như tia chớp, giữa không trung liền đưa tay ôm lấy tái chân châu, lại vặn vẹo lần nữa xuyên qua cây rừng mà đi. Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, người nọ đã lướt ra ngoài mấy trượng. Thân thủ như vậy, trên giang hồ quả thật khó gặp. Người kia là ai? Là Giang Nam Tiêu Chấn hay là Ngũ Bá Đao Triệu Cửu Tôn? Tiêu Chấn uy danh nằm ở thanh kiếm, Triệu Cửu Tôn xưng hùng giang hồ là bằng vào Ngũ Bá Đao. Nếu như luận về khinh công tạo nghệ, bọn họ chưa chắc đã có thể vượt trội. Người này đương nhiên không phải là Tiêu Chấn, cũng không phải là Triệu Cửu Tôn. Đinh Khai bật người lên, nhanh chóng lướt đi, khi đáp xuống đã ở bên ngoài năm trượng. Người nọ thân pháp mặc dù nhanh, nhưng Đinh Khai hiển nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng quát lớn, đồng thời từ hai bên trái phải đều bay đến 5-6 loại ám khí. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, không ngờ đã sớm có người mai phục ở nơi này. Cây rừng che khuất mặt trời, không thể nhìn ra đó là vật gì, nhưng từ tiếng rít xé gió bay đến, có thể nhìn ra kình lực vô cùng mạnh mẽ. Đinh Khai nghe tiếng định vị, thân hình nhoáng lên mấy lần, tránh được mấy mũi ám khí bắn qua bên người. Nhưng trong nháy mắt này, người phía trước đã không còn nhìn thấy. Ánh mắt Đinh Khai xoay chuyển, chỉ thấy bốn phía là cây cối rậm rạp, nhất thời không thể phân biệt được vị trí của người ẩn thân phóng ra ám khí. Xem ra mấy mũi ám khí này, mục đích chủ yếu là yểm hộ cho người nọ thoát thân. Lâu Đại Chiêu lập tức chạy đến, kêu lên: "Sao thế? Chúng ta mau đuổi theo." "Bỏ đi," Đinh Khai nói. "Bỏ đi?" Lâu Đại Chiêu trố mắt hỏi. "Tiểu Đinh, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào..." "Đuổi theo nhất định là một trường ác chiến." "Ác chiến?" Lâu Đại Chiêu giật mình. "Ta thật không ngờ ngươi lại sợ ác chiến." "Còn phải xem là loại ác chiến gì." "Có phân biệt sao?" "Đương nhiên là có," Đinh Khai nói. "Trước tiên phải đánh giá một chút, ác chiến không đáng thì không nên đánh." "Không đáng?" Đinh Mỗ luôn luôn không mù quáng ra vẻ anh hùng, cũng không mạo xưng là hào hán. Đinh Khai nói: "Muốn liều mạng thì phải có cái giá." "Đuổi theo sẽ phải liều mạng sao?" "Có câu binh hùng chiến nguy, phàm là chuyện động đao động kiếm, sao lại không phải là liều mạng?" "Tiểu Đinh, ngươi nên rửa tay chậu vàng đi." "Còn chưa muốn." "Cái này lạ nha, ngươi không muốn liều mạng, lại không muốn rửa tay quy ẩn." Lâu Đại Chiêu nói: "Ngươi như vậy phiêu đãng trên giang hồ có ý nghĩa gì?" "Ta là nói đôi khi phải nhịn một chút." "Đôi khi?" "Chính là lúc này." "Sao thế?" Lâu Đại Chiêu nói. "Chẳng lẽ ngươi đã nhận ra người vừa rồi cướp đi nữ nhân xảo quyệt kia là ai?" "Không sai, thân pháp của hắn mặc dù nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi con mắt của Đinh Mỗ." "Rất gai góc sao?" "Gai góc còn ở phía sau hắn." "Tiểu Đinh, ngươi mau nói đi." Lâu Đại Chiêu nói. "Người kia rốt cuộc là ai?" "Hắn là huyết thủ Phi Ưng Tống Dực." "Huyết thủ Phi Ưng?" Lâu Đại Chiêu nói. "Không sai, quả thật bay rất nhanh, nhưng sao ta lại chưa từng nghe nói qua?" "Ngươi đã gặp rồi." "Gặp rồi?" Lâu Đại Chiêu nói. "Gặp qua khi nào?" "Lúc ăn thịt Đông Phà." "Cái gì?" Lâu Đại Chiêu suy nghĩ một chút. "Chẳng lẽ chính là tên Gia Hỏa ngồi cùng bàn với Tiêu Chấn, mặt âm trầm không có chút máu?" "Chính là hắn," Đinh Khai nói. "Người này tâm địa độc ác tàn nhẫn, nhưng khinh công tạo nghệ có thể xưng là giang nam đệ nhị." "Phía sau hắn chính là Tiêu Chấn đúng không?" "Chẳng lẽ không tính là gai góc sao?" "Tính, đương nhiên là tính." Lâu Đại Chiêu nói. "Tiểu Đinh, ngươi quả thật liệu sự như thần, Tiêu Chấn quả nhiên đã đến. Chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" "Hắn muốn cướp nữ nhân xảo quyệt này làm gì?" "Bởi vì nữ nhân xảo quyệt này đã biến thành tiếp dẫn nương nương, có thể đầu tư kiếm lời." Đinh Khai nói. "Từ trong miệng của nàng có thể moi ra một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu cùng với 10 vạn lượng bạc trắng." "Ờ, đúng, đúng vậy." Lâu Đại Chiêu nói. Chúng ta phải nhanh lên một chút." Đinh Khai nói. "Tốt nhất phải đuổi kịp Bạch phu nhân trước Tiêu Chấn."
ngoại trừ Tiêu Chấn, hình như còn có một số nhân vật gai góc khác. Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt ra vẻ bí hiểm. Là ai? Ta không dám nói. Không dám nói? Là ngươi không cho ta nói. Ta không cho. Đinh Khai đã minh bạch. Ngươi muốn che giấu y, nhưng chỉ sợ là không giấu được lâu. Lâu Đại Chiêu ám chỉ hiển nhiên chính là Ngũ Bá Đao Triệu Cửu Tôn. Đúng vậy. Đinh Khai nhíu mày. Giấu đầu hở đuôi. Nếu như Tiêu Chấn không chiếm được lợi ích, y sẽ là người đầu tiên vạch trần chuyện này. Tiểu Đinh, ngươi nói thật đi. Lâu Đại Chiêu nói. Ngươi làm như vậy có phải là vì Triệu Tiểu Nhu? Đinh Khai giật mình một chút. Hiển nhiên không ngờ Lâu Đại Chiêu lại hỏi thẳng vấn đề này như vậy. Hắn không phủ nhận, chỉ gật đầu thở dài một tiếng. Không sai. Có điều cho dù không phải vì Triệu Tiểu Nhu, ta cũng sẽ làm như vậy. Vì sao? Ngươi nên biết, Triệu Cửu Tôn tuyệt không phải là nhân vật bình thường. Một khi chuyện này bị vạch trần, lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp, y sẽ càng làm mạnh tay hơn. Ngươi muốn y tự động từ bỏ số tài vật này? Không sai. Đinh Khai nói. Chỉ cần y cẩn thận suy nghĩ một chút, hình tượng mấy mấy năm vất vả gây dựng tại Võ Lâm Trung Nguyên, lẽ nào lại nguyện ý rơi vào cảnh thân bại danh liệt? Y sẽ nghĩ như vậy sao? Y là một người thông minh. Đáng tiếc lần này ngươi đánh giá sai rồi. Vì sao? Tham niệm sẽ khiến cho người thông minh cũng trở nên mù quáng. Lâu Đại Chiêu nói. Cho đến lúc này, ta vẫn không nhìn ra có một chút dấu hiệu tỉnh ngộ nào. Nói cũng đúng. Đinh Khai nhíu mày. Một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu, 10 vạn lượng bạc, thật sự quả là mê người. Ta thật không hiểu, cần mấy thứ này để làm gì? Có gì không tốt? Đinh Khai nói. Có thể mua đồng ruộng phỉ nhiêu, mượn nữ tỷ xinh đẹp, tuyển ca chọn sắc. Như vậy không mệt chết mấy lạ. Mệt thì có mệt một chút, nhưng mệt rất thống khoái. Thống khoái cái rắm, còn không bằng ta hai vai đỡ cái mồm, không vướng không víu, tiêu diêu tự tại. Ngươi thật sự rất tiêu diêu tự tại. Đinh Khai nói. Có điều nếu như không có uống rượu, ngươi có phát sầu không? Sẽ không. Thật sự sẽ không? Ta luôn không thích phát sầu. Lâu Đại Chiêu nhếch miệng cười. Nếu như là không có rượu uống, ta sẽ chỉ phát điên. Những lời này là rất thật thà. Nếu như đây là ví dụ của ngươi, quả thật là thôi lắm. Lâu Đại Chiêu không đồng ý nói. Thiên hạ tiểu đồ rất nhiều, ai lại đi làm mấy chuyện giết người cướp của chỉ vì mấy văn tiền rượu? Đinh Khai bỗng nhiên nói. Đừng tán gẫu nữa, chúng ta phải nhanh lên. Thân hình của hắn chợt nhoáng lên, liền lao về phía trước. Hai người ra khỏi rừng rậm, lập tức quẹo trái về hướng nam, một đường chạy như bay. Lại nói vào lúc này, Bảy phu nhân rốt cuộc đã đi đâu, đang làm gì? Dưới tình thế sợ bóng sợ gió, chuyện thứ nhất mà bà ta muốn làm đương nhiên là xử lý những tài vật đã rơi vào trong tay mình. Cho nên bà ta đi cũng không đi quá xa. Nữ nhân này lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, đích xác không hề uổng phí. Bà ta hình như tùy thời tùy nơi đều có thể tìm được một lối ra. Hơn nữa còn có người hầu hạ, giống như đế vương cũng có rất nhiều hành công. Lúc này bà ta đang ở trong một sơn trang biệt viện tại một nơi bí ẩn. Chỉ là bà ta không ngờ được trên búi tóc của mình lại bị dính một loại thiên lý truyền hương kỳ dị. Một việc khác mà bà ta cũng không ngờ tới chính là Triệu Cửu Tôn cũng theo sau mà đến. Bà ta vẫn hồn nhiên không phát giác được giọt kỳ hương trên búi tóc kia. Triệu Cửu Tôn lại ngang nhiên tiêu sái bước vào trang viện. Bằng vào thân phận và địa vị hiện tại của y, tại bất cứ địa phương nào đều có thể nghênh ngang. Bạch phu nhân mặc dù không ngờ y đột nhiên mà tới, nhưng chỉ ít trước khi tiến vào trang viện cũng đã được thông báo. Vì vậy, bà ta liền tận lực tân trang một phen, sau đó khoác lên người một bộ y phục mỏng như cánh ve, càng hiển lộ ra thân thể nở nang, vòng eo nhỏ mềm, tỏa ra một loại phong vận và mị lực thành thục của nữ nhân trung niên. Đây đang là lúc hoàng hôn, là lúc nữ nhân mê người nhất. Triệu Cửu Tôn vẫn mặc một bộ y phục màu xanh, trên mặt che một tấm vải đen. Nhưng lúc này đôi mắt phía sau tấm vải đen lại đột nhiên sáng ngời. Hiển nhiên bạch phu nhân kia cũng đã khiến cho y cảm thấy mới mẻ.
lão gia tử đến thật nhanh. Bạch phu nhân ngượng ngùng một chút, giống như một hoàng hoa khuê nữ. Nàng không ngờ được sao? Đúng vậy, tôi quả thật không ngờ. Bạch phu nhân nói, tôi đang định sai mật nhi đi mời lão gia tử. Đi mời lão phu? Triệu Cửu Tôn nói, mời lão phu làm gì? Tôi đang muốn cùng lão gia tử thương lượng một chút. Có phải đã để lộ tin tức, dọc đường hình như đã xuất hiện không ít nhân vật giang hồ? Những kẻ tìm chết. Thanh âm của Triệu Cửu Tôn trầm xuống. Lão gia tử, Bạch phu nhân nói, hình như cũng có một ít nhân vật gai góc, không thể không đề phòng. Còn có tiểu đinh kia. Được rồi, được rồi. Triệu Cửu Tôn có vẻ không nhịn được. Trước tiên hãy nói về nàng đi. Nàng dự định thế nào? Tôi... Đúng, chính là nàng. Từ trong cằm mắt phía sau tấm vải che mặt của Triệu Cửu Tôn bắn ra hai điểm hàn tinh. Có phải nàng phản bội lão phu? Kỳ thật câu hỏi của y cũng không được khôn ngoan. Bất kể Bạch phu nhân có lòng phản bội hay không, trực tiếp hỏi ra như vậy không chỉ không có lợi, thậm chí còn mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Hay là y cậy vào võ công, cho rằng không ai dám vuốt râu hùm? Ôi lão gia tử, Bạch phu nhân giật mình nói một chút. Ông sao lại nói ra những lời này? Lời này không thể nói sao? Đây không phải khiến người ta thương tâm muốn chết sao? Nàng thương tâm? Thế nào? Bạch phu nhân buồn bã nói. Ông tưởng rằng nói ra những lời này tôi sẽ dễ chịu sao? Chẳng lẽ lão phu không nên nói? Ông đã nói. Bạch phu nhân cong môi nói, tôi vốn chuẩn bị sau khi đem số tài vật này trả cho ông, từ nay về sau sẽ đi đến chân trời một đạo đoạn tuyệt. Bà ta nói rất hay, muốn đem số tài vật này trả lại, sau đó một đạo đoạn tuyệt. Đây xem như là phản bội sao? Triệu Cửu Tôn hiển nhiên không quan tâm đến loại phản bội này. Nàng thật sự có dự định này? Ông còn không tin? Bạch phu nhân nói, tôi muốn sai mật nhi đi mời ông đến đây chính là vì việc này. Thật sao? Triệu Kiều Tôn nhìn chằm chằm vào bà ta, hiển nhiên muốn từ thần sắc của bà ta quan sát một chút xem lời này là thật hay giả. Nhưng y không nhìn ra một chút sơ hở nào. Lão gia tử, đừng nhìn nữa. Bạch phu nhân nói, 10 vạn lạng bạc không thiếu một phân, 500 viên minh châu từng khỏa bóng tròn, đôi ngựa phỉ thúy kia cũng không mất một cái lỗ tai. Hôm nay tôi sẽ bàn giao toàn bộ, miễn cho ông nghi thần nghi quỷ, đêm ngủ không yên. Nói không sai, lão phu quả thật đêm ngủ không yên, thậm chí còn trằn trọc. Triệu Cửu Tôn nói, nhưng lại không phải vì những thứ này. Vì cái gì? Vì nhớ nàng. Triệu Cửu Tôn cười lớn. Hiển nhiên y muốn làm dịu một bớt cục diện căng thẳng trước mặt. Bạch phu nhân đã biểu thị muốn trao trả số tài vật này, tảng đá trong lòng y cũng đã trút xuống. Huống hồ y cũng cho rằng Bạch phu nhân cũng không có cái lá gan lớn như vậy. Nhân sinh có bao nhiêu? Hôm nay Bạch phu nhân trang điểm xuất sắc như vậy, vì sao lại không quý trọng thời gian trước mắt? Tục ngữ nói rất hay, đừng uống rượu dở máu, mơ màng sai đến dở dậu. Đừng mắng vợ dở dậu, một đêm chịu cô đơn. Y bỗng nhiên cảm thấy không nên tại thời khắc này gây ra tranh chấp. Nhớ tôi? Bạch phu nhân cười nhạt, đừng nói lời dễ nghe. Thật sự là như vậy? Quả thật buồn cười thì có. Bạch phu nhân cười lạnh, trước tiên tôi sẽ giao hàng, xin mời lão gia tử kiểm kê một chút. Ở nơi này sao? Tại nơi nào, chẳng lẽ lão gia tử không biết? Bạch phu nhân nói, hôm nay chúng ta sẽ lên đường. Việc gì phải vội vã như vậy? Tôi gấp gì chứ? Bạch phu nhân nói, chỉ sợ lão gia tử đang nóng lòng như lửa đốt thôi. Lão phu? Triệu Cửu Tôn bỗng nhiên cười lớn. Không sai không sai, lão phu đang nóng lòng muốn nếm thử tài năng làm đồ nhắm của phu nhân, cùng với rượu ngon cất dưới hầm. Thế nào, đói bụng sao? Trên đường tuy có ẩm thực, nhưng lão phu tình nguyện chịu đói. Vì sao? Phu nhân, điều này còn không hiểu sao? Triệu Cửu Tôn cười lớn. Từng qua biển lớn đâu là nước, trừ bỏ vu sơn chẳng phải mây. Y tuy là nói đến ẩm thực, nhưng thật ra lời này lại mang hai ý nghĩa. Hai câu này nếu như là thiếu niên 15-16 tuổi nói ra,
quả thật là một loại tư vị xúc động, nhưng đối với một người đã hơn 50 tuổi, ít nhiều lại có chút buồn nôn. Vậy mà hai câu không đứng đắn này lại có thể đả động Bạch phu nhân. Lão gia tử, cái miệng của ông... Bà ta nở nụ cười. Cái gì Vu Sơn, cũng không biết xấu hổ. Xấu hổ? Triệu Kiều Tôn nhìn thấy Bạch phu nhân nở nụ cười, càng thêm đắc ý, một tay kéo tấm vải đen che mặt xuống. Phu nhân, nàng nhìn một cái, xem thử khuôn mặt của lão phu có đúng là đỏ đến mang tai hay không. Quả thật là đỏ, nhưng là đỏ da thắm thịt. Một khuôn mặt vuông vuông, chính giữa có một cái mũi to, lông mày rậm như chồi, quả nhiên có vài phần uy nghi. Ôi chào lão gia tử, Bạch phu nhân cười khúc khích. Quả thật không phải là xấu hổ, mà là xuân phong đắc ý. Một kẻ là cao thủ tán tình, lời nói như ong. Một người là mỹ nhân thành thục, kinh qua trăng gió, ngôn tử như mật. Sao lại không phải? Triệu Kiều Tôn nói. Mau mang rượu đến đi. Rượu có thể trợ hứng, nhưng cũng có thể trợ tình. Y đang nóng lòng muốn cùng Bạch phu nhân đối ẩm, hóa giải tình thế gượng gạo vừa rồi. Rượu thì có, chỉ là không có đồ nhắm ngon. Bạch phu nhân nói. Chỉ có một chút món kho trong nhà, cùng với một chút gà hun tôm hấp, còn có một sọt cua vừa mới từ Hồ Dương Trùng chuyển tới. Cua của Hồ Dương Trùng? Hai mắt Triệu Kiều Tôn sáng lên. Phu nhân chẳng lẽ lại để cao khẩu vị của lão phu như vậy sao? Thế nào? Thiên hạ mỹ vị như vậy, còn nói là không có đồ nhắm ngon. Ông thích là tốt rồi, Bạch phu nhân nói. Những thứ này đều có sẵn, để tôi đi phân phó mật nhi. Một chiếc bàn bát tiên trong một gian lầu các. Cua của Hồ Dương Trừng, yếm tròn càng lớn, béo mập tươi ngon, quả thật là mỹ vị trong thiên hạ. Triệu Kiều Tôn nâng chung rượu, mỹ nhân bên cạnh không khỏi tươi cười rạng rỡ. Rượu quá ba tuần, Bạch phu nhân bỗng lơ đãng liếc mắt một cái, mật nhi hiểu ý lập tức lui ra. Bà ta lập tức thay đổi dáng vẻ căng thẳng vừa rồi, ba chung xuống bụng, mắt phấn hồng hào, mị nhãn liếc qua, càng lộ ra vẻ quyến rũ vô hạn. Nữ nhân hơn 40 vẫn có thể mê hoặc người. Triệu Kiều Tôn nhìn thấy không khỏi mở cờ trong bụng, giơ chén rượu lên trước mặt uống một hơi cạn sạch. Phu nhân, tiếp đi. Lão gia tử, không được uống nhiều. Bạch phu nhân liếc mắt một cái. Tôi không thích một con sâu rượu. Triệu Kiều Tôn cười lớn. Phu nhân chẳng lẽ không biết lão phu lượng như biển lớn, càng uống càng có tinh thần. Tinh thần gì? Triệu Kiều Tôn cười tà vài tiếng, híp mắt nói. Cái này gọi là long hổ tinh thần, đợi lát nữa phu nhân sẽ biết. Lão đầu xấu xa. Bạch phu nhân lúc này cũng đã biết, liền cười nói. Ông thật sự còn muốn uống sao? Hiếm khi được thưởng thức cua của Hồ Dương Trừng. Vậy thì ăn cua là được rồi. Không được, Triệu Kiều Tôn nói. Ăn cua của Hồ Dương Trừng, nếu như không uống rượu, chẳng phải là phí của trời hay sao? Vậy thì uống ba chung nữa thôi. Ba chén. Đừng mặc cả, Bạch phu nhân cười nói. Uống trước ba chung rồi hãy nói. Được được được, lão phu tạm thời nghe theo nàng. Để tôi rót rượu. Trên bàn có ba chiếc bình màu bạc. Bạch phu nhân cầm lấy một chiếc, mị nhãn như tơ liếc nhìn Triệu Cửu Tôn, rót đầy một chung. Nàng không uống sao? Chung của tôi vẫn còn đầy. Cạn. Triệu Kiều Tôn nâng chung. Được, tôi uống với ông. Bạch phu nhân cũng nâng chung. Hai người cùng nâng chung đến môi, đồng thời uống cạn. Bạch phu nhân buông chung rượu, cặp môi anh đào khẽ nhếch lên, thở ra một hơi. Thần thái của bà ta giống như vừa làm xong một đại sự, khóe miệng ẩn lộ ra một nụ cười đắc thắng. Tiếp đi. Triệu Kiều Tôn quả thật đang dạt dào hứng thú. Được. Bạch phu nhân lập tức đứng dậy rót rượu, chung thứ hai lại đầy. Này, rượu này... Sắc mặt của Triệu Kiều Tôn bỗng nhiên biến đổi, lập tức vung tay chụp lấy cổ tay Bạch phu. Một chảo này xuất thủ cực nhanh, nhưng khi đầu ngón tay vừa chụp vào uyển mạch, bỗng nhiên lại cảm thấy mềm yếu vô lực. Y trong lòng rùng mình, vội vã rụt tay về, đồng thời cười lớn để che lấp sự lỗ mãng vừa rồi. Rượu ngon, rượu ngon. Bạch phu nhân đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Triệu Cửu Tôn.
Lão gia tử, ông nắm tay tôi làm gì vậy? Bàn tay nhỏ nhắn của nàng thật trắng trẻo mịn màng. Triệu Kiều Tôn nói, lão phu nhịn không được muốn sờ một cái. Vậy tại sao không sờ? Chuyện này... chẳng lẽ trên tay tôi có gai? Lão phu là muốn... là muốn... Triệu Kiều Tôn bình tĩnh cười nói, lão phu muốn kể một cố sự. Sờ tay và kể cố sự có liên quan gì đến nhau? Trong lúc vội vàng hoảng loạn, hầu hết mọi người đều nói năng lộn xộn, Triệu Kiều Tôn cũng không ngoại lệ. Nguyên lai, vừa rồi sau khi uống xong chung rượu kia, y bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, chân lực không thể tụ lại trong đan điền, trong nháy mắt tứ chi mềm đi, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Y vạn lần không ngờ tới Bạch phu nhân lại dám động tay động chân trong rượu này. Đây là thời khắc nguy hiểm, chuyện duy nhất mà y có thể làm chính là bình tĩnh. Đáng tiếc vừa rồi là y không nên xuất thủ một chảo kia. Cố sự này có dài không? Khóe miệng Bạch phu nhân khẽ nhếch lên. Nàng ngại dài sao? Triệu Kiều Tôn vẫn cười nói, được được, vậy lão phu sẽ nói ngắn gọn một chút. Mặc dù y cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trên trán đã không che được sự kinh hãi trong lòng. Ngắn? Bạch phu nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Triệu Kiều Tôn, đừng giả vờ ung dung. Dứt lời, bà ta đột nhiên đứng bật dậy, chang một tiếng rút ra một thanh đao nhỏ. Đao như trăng non, mỏng như tờ giấy, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến không ngừng lấp lóe. Nàng muốn làm gì? Triệu Kiều Tôn ngây người. Triệu lão cửu, ngươi đã xong rồi. Sắc mặt Bạch phu nhân trầm xuống, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Nàng đang đùa phải không? Đúng là đang đùa. Bạch phu nhân lạnh lùng nói, có điều ta lại muốn đùa giả làm thật, thử xem Triệu lão cửu ngươi có thể chịu được mấy đao. Mũi đao chuyển động, lấp loáng một vệt sáng lạnh nhoáng lên trước mặt Triệu Kiều Tôn. Bỏ xuống! Triệu Kiều Tôn trong lòng căng thẳng liền quát lớn, Triệu lão đầu, ngươi có phần quá ngây thơ rồi. Bạch phu nhân cười nhạt, ta chờ đợi chính là lúc này. Nếu như nàng còn không bỏ xuống, lão phu sẽ tức giận. Ngươi tức giận? Bạch phu nhân nói, lão già xấu xa, ngươi nói sai rồi, ngươi nên tức giận phải là ta. Cái gì? Lão đầu thối tha, ngươi ngẫm lại mà xem, mấy năm qua ta một lòng hướng về ngươi, tất cả đều lo cho ngươi, đến cuối cùng không ngờ ngươi lại một cước đá ta ra. Nói bậy, làm gì có chuyện này? Không có. Bạch phu nhân giận dữ nói, ngươi không phải quấn lấy một tiểu yêu tinh gọi là Tái Chân Châu sao? Tái Chân Châu? Triệu Kiều Tôn giật mình một chút, về chuyện này lão phu ngươi muốn thề sao? Đúng đúng, lão phu xin thề. Không cần. Bạch phu nhân âm trầm nói, ngươi cướp của giết người, đoạt được một món tài phú lớn, ta đã thay ngươi che giấu. Hôm nay không ngờ ngươi lại muốn lấy tất cả về, thật sự khiến cho ta thất vọng. Thì ra là vì chuyện này. Triệu Kiều Tôn cười nói, được, được, tất cả cho nàng, tất cả đều cho nàng. Tất cả đều cho ta. Tiền tài như cặn bã, những vật ngoài thân này lão phu luôn không để trong lòng. Triệu Kiều Tôn nói, ta nói sẽ giữ lời. Ngươi thật là rộng rãi. Mấy thứ này thì có là gì? Triệu Kiều Tôn nói, chỉ cần phu nhân thích, cho dù là sao trên trời. Đáng tiếc, ngươi nói những lời này đã quá muộn rồi. Không muộn, không muộn. Triệu Kiều Tôn nói, phu thê tranh cãi là chuyện bình thường, nhưng ta sao lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu? Phi! Bạch phu nhân nói, ai muốn làm phu thê với ngươi? Phu nhân, nàng nên biết, lão phu sớm muộn gì cũng sẽ đón nàng về nhà, hôm nay chỉ kém một danh phận mà thôi. Ngươi cho rằng ta thích sao? Vậy nàng... để ta nói rõ cho ngươi biết, nam nhân của Liễu Hành Ba ta rất nhiều, lão đầu thối tha như ngươi, ta sao có thể để vào mắt? Bạch phu nhân cắn răng, hôm nay không cần nhiều lời, việc duy nhất ngươi nên làm chính là nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại làm gì? Chờ chết. Triệu Kiều Tôn ngây người,
trong lòng biết mạng của mình đang chỉ là mảnh treo chuông, nhưng y vẫn cố gắng vãn hồi. Phu nhân, lão phu không phải nói tất cả những tài vật đó đều cho nàng hay sao? Cho ta, ngươi can tâm sao? Bạch phu nhân cười nhạt. Lão nương đã lăn lộn trên giang hồ gần 30 năm, chẳng lẽ không nhìn thấu trò của ngươi? Lời nói thật tuyệt, hoàn toàn không có dư địa. Đao đã xuất ra, đương nhiên không thể thu hồi. Triệu Cửu Tôn hiểu rõ hơn ai khác, nữ nhân trước mặt này cũng không phải chỉ bằng vài câu nói ngọt ngào là có thể đối phó được. Nhắm mắt chờ chết, đây là con đường duy nhất. Nhưng y làm sao bằng lòng chịu chết? Trên trán của y toát ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, bỗng dưng trợn mắt kêu lên. Lão phu là cao thủ dùng đao, chỉ bằng thanh đao nhỏ này, ngươi tưởng sẽ hại được lão phu sao? Thế nào, ngươi coi thường thanh đao nhỏ này sao? Ta lại cảm thấy thanh đao nhỏ này so với đao lớn còn tốt hơn. Còn tốt hơn cái gì? Đao lớn vung lên, đầu rơi xuống đất, vì vậy không đủ ý tứ. Bạch phu nhân lạnh lùng nói. Rồi một thanh đao nhỏ này có thể chậm rãi cắt, chậm rãi dóc, cơn giận này của ta cũng sẽ từ từ tiêu tán. Câm miệng. Triệu Kiều Tôn dùng mình một cái. Được thôi, nhưng sau khi câm miệng, ta sẽ động đến đao. Bạch phu nhân mày liễu dựng lên, sát khí càng đậm. Lão phu toàn lực sử ra một kích, chỉ sợ ngươi sẽ thịt nát xương tan. Thật vậy chăng? Sức mạnh của lão phu có thể so với sư tử hổ báo. Ta tin. Bạch phu nhân cười nhạt. Đáng tiếc lúc này, chỉ sợ ngay cả tiểu hài tử ngươi cũng không đánh lại. Đừng khinh thường lão phu. Triệu Cửu tay ấn tay xuống mặt bàn, muốn vươn người đứng lên. Thân hình của y rất cao lớn, đứng lên càng có vẻ uy phong khí phái, nói không chừng có thể tạm thời hù dọa đối phương. Thế nhưng y lại cảm thấy tứ chi mềm như cọng bún, lực bất tòng tâm. Ngay cả đứng lên cũng không làm được, làm gì có năng lực để đấu với sư tử hổ báo. Bạch phu nhân nhìn y, khóe miệng cười nhạt. Trông rượu này thật là linh. Rượu? Đúng, chính là trông rượu vừa rồi. Bạch phu nhân nói, chỉ cần một giọt vào bụng, cho dù là sắt thép cũng sẽ biến thành bùn nhão. Có loại độc này sao? Không có à? Tại lão phu không hề cảm thấy. Triệu Kiều Tôn cười lớn. Đúng rồi, hay là vì lão phu thiên chất khác hẳn với người thường, cho nên... Y mặc dù đang cười, nhưng nụ cười này lại trở nên không khác lắm so với khóc. Đương nhiên trong lòng y biết rõ, cho dù cố ra vẻ thế nào cũng tuyệt đối không thể gạt được bạch phu nhân tinh minh lợi hại. Đáng tiếc y cũng không có biện pháp nào khác. Khi đường đi không lối, chỉ đành phải coi ngựa chết như là ngựa sống. Chuyện này ta lại không nghĩ đến. Bạch phu nhân cười, nhưng là loại cười khinh thường như một lưỡi dao bén nhọn. Nói như vậy, chung rượu này của ta chẳng phải đã uổng phí sao? Đừng nói là một chung. Triệu Kiều gia giống như cười rất đắc ý. Cho dù là 10 chung, lão phu cũng không quan tâm. 10 chung, ta tiếc lắm. Bạch phu nhân nói. Tiếc? Bình rượu này tổng cộng không đến 3 chung. Bạch phu nhân nói. Chừng đó mà ta đã phải mua mất 1.000 lượng bạc rồi. Mua? Mua là mua đan dược dùng để hòa vào rượu. Bạch phu nhân nói. Cho nên rượu nhiều chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Mua của ai? Hoa cốt đạo nhân Vương Khổng Sửu. Hoa cốt đạo nhân Vương Khổng Sửu chính là một tay dụng độc cử khôi. Trên giang hồ nghe đến tên của người này đều sợ như rắn rết. Nghe nói sự xảo rượu khi dùng độc và cường độ của độc tính, ngay cả tứ xuyên đường môn cũng không sánh bằng. Triệu Kiều Tôn đương nhiên biết người này, trong lòng lập tức trầm xuống, lại kêu lên. Gạt người, gạt người. Phu nhân sao lại tin tưởng tên đạo nhân mũi trâu này? Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Bị lừa cái gì? Đạo nhân mũi trâu này bán đều là thuốc giả. Thuốc giả? Đúng vậy, thuốc giả. Triệu Kiều Tôn nói. Nhanh đi, mau đòi 1.000 lượng bạc kia trở về. Ngươi thật sự không sao? Đương nhiên. Triệu Kiều Tôn ưỡn ngực nói. Phu nhân nhìn xem, lão phu cảm thấy càng lúc càng khỏe mạnh. Nghe ngươi nói như vậy, hình như ta thật sự đã bị lừa. Sao lại không phải? Bị hóa cốt đạo nhân kia lừa là chuyện nhỏ, chẳng qua chỉ mất 1.000 lượng bạc. Vạn nhất bị ngươi lừa,
Bạch phu nhân bỗng nhiên nhướng mày. Ta nhất định phải thử xem. Thử? Triệu Cửu Tôn giật mình. Phu nhân, phu nhân muốn thử thế nào? Bạch phu nhân chỉ cười nhạt không đáp, bỗng nhiên lật tay trái lại, nhắm vào ngực Triệu Cửu Tôn tung ra một chưởng. Đây chỉ là thử, đương nhiên bà ta không dùng quá nhiều sức lực, chỉ dùng 3 thành công lực mà thôi. Chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc ghế dựa lưng 4 chân đã bị gãy 2 chân. Thân thể Triệu Kiều Tôn bị đánh bay lên, ngã xuống dưới chân tường cách xa 8 thước. Xem ra công lực của y đã mất hết, đã trở thành một phế nhân. Tốt lắm, 1.000 lượng bạc của ta dù sao cũng không uổng phí. Đạo nhân mũi trâu kia cũng không gạt người. Bạch phu nhân lạnh lùng nói. Trái lại, lão già xấu xa người lại định giấu trời qua biển. Bà ta tay cầm thanh đao nhỏ, tiến tới từng bước một. Người... Triệu Kiều Tôn mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng vẫn có thể cảm thấy trên lưỡi đao truyền đến một luồng khí lạnh. Tất cả đều đã bị vạch trần, y không lời nào để nói. Lão già xấu xa, Bạch phu nhân nói với giọng lạnh như băng. Người từ vùng Trung Nguyên đã phong quang 10 mấy năm, hôm nay có chết cũng nên nhắm mắt tại Cửu Tuyển. Chết? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Phu nhân, Triệu Kiều Tôn hữu khí vô lực nói. Không phải ngươi muốn số tài vật kia sao? Không sai. Hôm nay tất cả đều thuộc về ngươi, cần gì phải... Trừ phi mạng của ngươi cũng giao cho ta, như vậy từ nay về sau lão nương mới có thể yên tâm. Diệt cỏ tận gốc quả thật là biện pháp tốt nhất. Thật là một nữ nhân độc ác, Triệu Kiều Tôn trầm giọng nói. Lão phu đối đãi với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại mưu hại lão phu. Y mưu tính cả nửa ngày, vốn tưởng có thể vượt qua một kiếp trước mắt, nhưng kết quả vẫn chỉ là phí công. Đối mặt với Bạch phu nhân giảo hoạt này, y đã biết tối nay muốn giữ được cái mạng này còn khó hơn lên trời. Mưu hại ngươi? Bạch phu nhân cười nhạt. Sao ngươi không nghĩ lại xem mình đã mưu hại bao nhiêu người? Số tài vật này làm sao có được? Lão phu... Đừng nói nữa, Bạch phu nhân sắc mặt lạnh như băng. Thế nhưng lão nương đối với số tài vật này cũng đã bỏ công không ít, chí ít cũng đã trả giá bằng thân thể. Thân thể? Triệu Kiều Tôn cười nhạt. Một đời bá vương lại rơi vào kết cục như vậy, xem ra y nhận thấy đã không thể vãn hồi, muốn được chết anh hùng một chút. Ngươi hừ cái gì? Lão phu không muốn nhiều lời. Ngươi có muốn cũng không được, ta sẽ không cho ngươi có quá nhiều thời gian. Vậy sẽ cho lão phu chết một cách thống khoái. Không. Bạch phu nhân quả nhiên là một nữ nhân tàn độc, liền quát lên. Ta nói rồi, muốn từ từ mà cắt. Bà ta bỗng nhiên sải bước chân về phía trước, ánh mắt đảo lên, nhắm vào ngực Triệu Cửu Tôn. Soạt một tiếng, vạt áo trước ngực đã rách ra. Tiếp đó, ánh đao liên tục lóe lên. Y phục màu xanh của Triệu Cửu Tôn nhất thời bay toán loạn, lộ ra nửa thân trên. Xem ra bà ta không phải chỉ dựa vào sắc đẹp, đao pháp cũng vô cùng tinh diệu. Triệu Kiều Tôn mặt mày xám như tro tàn, thân thể khẽ run lên. Đây là một chuyện không ngờ. Nhân vật ngạo thị võ lâm, một đời oai phong, hôm nay lại biến thành một con cừu non chờ làm thịt. Hơn nữa còn chết trong tay một nữ nhân. Cận kề cái chết, hối hận thì cũng đã muộn. Triệu Kiều Tôn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ngũ bá đào chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng, bĩu môi khinh thường. Bỗng nhiên mũi đao nhoáng lên, mang theo một vệt máu. Triệu Kiều Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, trên vai đã rớt xuống một miếng thịt. Lại một đao, lại một miếng thịt rơi xuống. Đây rõ ràng là muốn lăng trì xử tử. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho bạch nương tử này giận dữ muốn dùng đại hình như vậy? Triệu Kiều Tôn đột nhiên mở mắt ra, tức giận nói. Con đàn bà chó má người. Người mắng rất hay. Người muốn ta nổi giận, một đao giết chết người có phải không? Bạch phu nhân cầm đao cười nhạt. Đáng tiếc là ta lại muốn tự tử. Cũng có thể như lời bà ta nói. Triệu Cửu Tôn cảm thấy loại lăng trì này thật là tư vị không dễ chịu, muốn chấm dứt cuộc đời nhanh một chút. Đáng tiếc lúc này y đã không thể cử động, chỉ đành ngồi yên chịu trận. Con đàn bà chó má, lão phu thật hối hận,
Rõ ràng đã biết năm đó ngươi độc sát trượng phu của mình. Ngươi nói cái gì? Lão phu đã nói rõ ràng. Triệu Kiều Tôn cắn răng nói, lẽ nào năm đó thiết bút trang chủ Bạch Cửu Bưu không phải chết trong tay ngươi sao? Ngươi làm sao biết? Hiện nay bất cứ bí mật nào trong võ lâm cũng đừng hòng giấu giếm được lão phu. Ngươi rất giỏi. Không sai, Bạch Cảnh Bưu là do ta hại chết. Không ngờ món nợ năm xưa nay ngươi lại thay ta nhắc lại. Bạch phu nhân cười xót xa. Ngươi có biết vì sao ta lại muốn hại chết hắn không? Là do ngươi sinh lòng đê tiện, muốn tìm một tên mặt trắng nhỏ khác. Ngươi nói đúng, Bạch Cảnh Bưu vừa già lại xấu, trong khi ta chỉ mới tròn 30 tuổi. Bạch phu nhân thản nhiên thừa nhận. Ta nhìn thấy hắn là buồn nôn, cả người đều nổi da gà, cũng giống như nhìn lão giả ngươi. Nhưng ta độc sát hắn cũng không phải là vì nguyên nhân này. Vì sao? Bởi vì hắn đã chiếm đoạt ta, còn bức tử cha ta. Ta vốn có một lang quân như ý, nhưng lại bị loạn đao phân thây. Chuyện này sao lão phu chưa từng nghe nói qua? Ngươi là gì chứ? Khi đó chỉ sợ ngươi còn đang ở quan ngoại thay người nuôi ngựa, miễn cưỡng kiếm cơm ăn. Nói bậy, lão phu là nuôi ngựa cho chính mình. Chuyện này không cần tranh cãi, ngươi lập tức sẽ trở thành một đống thịt, chết thảm dưới đao của lão nương, còn quản là ngựa của ai? Triệu Kiều Tôn cả người giật giật không trả lời được. Mặc dù ta đã độc sát Bạch Cảnh Bưu, nhưng lại không kịp loạn đao phân thây, đến nay dư hận còn chưa dứt. Bạch phu nhân càng nói càng kích động. Hôm nay ta sẽ mượn thân thể của lão giả ngươi để phát tiết nỗi hận năm xưa. Thì ra bà ta có ý này, thật sự là một suy nghĩ kỳ lạ. Cái gì? Triệu Kiều Tôn mở to mắt giật mình nói, ngươi xem lão phu là Bạch Cảnh Bưu. Đúng vậy, ngươi rất giống Bạch Cảnh Bưu, quả thật rất sống động, vừa già vừa xấu, lại tham tiền háo sắc, còn có một bụng gian trá. Chí ít, lão phu cũng không phải Bạch Cảnh Bưu. Ta mặc kệ có đúng hay không. Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng. Lão nương chỉ cần tìm một kẻ như vậy để trút giận. Ánh đao liên tục lóe lên, lại gọt xuống thêm một miếng thịt. Triệu Kiều Tôn cả người rôn lên, đau đến cắn chặt răng, nhưng vẫn cố gắng không thốt ra tiếng nào. Ngươi có đau không? Bạch phu nhân vung đao quát hỏi. Lão phu... Ta biết, đại khái còn chưa đủ gãi ngứa cho ngươi. Chân mày Bạch phu nhân dựng lên, ánh đao nhấp nhoáng một vẻ sáng xanh. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra. Triệu Kiều Tôn rốt cuộc không chịu nổi kiểu gãi ngứa này, lập tức kêu lên đau đớn. Sắc mặt của y vàng như đất, mồ hôi lạnh ứa trên trán, khóe miệng cong xuống, khuôn mặt vặn vẹo, giọng nói cũng trở nên khàn khàn vô lực. Xin ngươi tha cho lão phu. Triệu lão cửu, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, cầu xin lão nương tha thứ. Bạch phu nhân cười nhạt, cười rất là khó nghe, lạnh lùng nói, lão phu cái gì, chỉ là một con chó. Đắc thế là một con rồng, thất thế thì là sâu bọ, mà Triệu Kiều Tôn thì lại trở thành lão cẩu. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt oai phong một cõi, đến lúc tuổi già sức yếu, có mấy người lại không giống như một lão cẩu. Chỉ có điều bọn họ vận khí tốt hơn, không giống như Triệu Cửu Tôn rơi xuống dưới đổ đao, nhận lấy kết cục bi thảm như vậy mà thôi. Không phải sao? Bạch phu nhân nói, một lão cẩu đáng chết. Đúng, đúng. Triệu Cửu Tôn đã không còn dáng vẻ kiên cường, thấp thảm nói, Ngươi hãy tha cho lão cẩu này. Tha cho ngươi? Xin phu nhân hãy nương tay. Vốn chỉ là một tiểu thủ trắng nón, bây giờ lại thành quý thủ. Thật là buồn cười, khí phái của Triệu Cửu gia đâu rồi? Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng. Sao ngươi không nghĩ lại xem, lão nương có thể bỏ qua cho ngươi không? Ngươi chết thật sự hèn nhát quá. Lời này quả thật không sai. Nếu như nhất định phải chết, vì sao lại không chết như một hán tử? Hiển nhiên y sợ chết, y không muốn chết, y luyến tiếc rượu ngon mỹ nhân và phú quý vinh hoa trước mắt. Đáng tiếc là Bạch phu nhân đã như tên nằm ở dây cung, không thể không phát. Bà ta không phải là một nữ nhân do dự thiếu quyết đoán, cũng không ngốc nghếch đến độ buông tha cho Triệu Cửu Tôn, để cho y quay lại cắt đứt yết hầu của mình. Vì vậy, bà ta không muốn tiếp tục chơi trò mèo vận chuột, cổ tay lại giơ đao lên,
nhắm vào trước ngực Triệu Cửu Tôn. Đao dài 7 tấc, mỏng như lá liễu, nhoáng lên chém xuống. Mắt thấy lưỡi đao đang chém xuống, Triệu Cửu Tôn hoảng sợ dưng mắt nhìn. Bỗng nhiên y phát hiện dưới ánh sáng của ngọn nến đang lay động xuất hiện một bóng người. Bóng người này y rất quen thuộc, thậm chí còn quen thuộc từ khi còn nhỏ, gần như đã nhìn thấy người này lớn lên. Y nhịn không được kêu to: "Đinh Khai, ngươi tới rất hay, mau, mau cứu lão phù." Không ngờ lại là Đinh Khai, đến một cách rất đột ngột. Bạch phu nhân giật mình, lưỡi đao đang hạ xuống liền ngừng lại. Thật sự là Đinh Khai sao? Không có một dấu hiệu, không có một tiếng động. Bạch phu nhân không tin phía sau thật sự có người, lại càng không tin đó là Đinh Khai. Bốn phía bên ngoài phòng từ lâu đã ngầm bố trí cảnh vệ nghiêm ngặt. Đinh Khai cũng không phải là quỷ mị hóa thân, hắn làm sao có thể xông vào được? "Triệu lão cửu, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn giở trò sao?" Bạch phu nhân cười lạnh nói: "Ngươi 2 lần 3 lượt muốn mưu hại tiểu đinh, lại còn hy vọng hắn đến cứu ngươi, lẽ nào hắn là kẻ ngốc?" Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói: "Ta chính là kẻ ngốc." Bạch phu nhân thất kinh, vằn vẹo eo nhỏ nhắn xoay người lại, đồng thời vung tay lên. Ánh sáng của ngọn nến chợt lóe lên rồi sau đó biến mất. Không sai, người đến quả thật là Đinh Khai. Bạch phu nhân hoảng hốt, trước tiên chỉ có thể tự bảo vệ mình. Ngay khi ánh sáng của ngọn nến chợt lóe lên, bà ta đã thay hình đổi vị, lui vào một góc tường. Mặc dù ánh sáng đã tắt, không thể phân biệt được bóng người, nhưng gian nhà này bà ta lại quen thuộc hơn bất cứ ai. Sau khi đã chiếm được địa lợi, bà ta lập tức đưa tay vào túi da nơi thắt lưng, lấy ra 3 mũi liên hoàn thích. Đây là độc môn ám khí, bình thường bà ta không dễ dàng dùng đến. Mũi thích có hình dạng móc ngược, bên trong giấu kịch độc, còn có tên là khổ tâm liên. Bên ngoài thì đẹp đẽ, nhưng lại bá đạo không gì sánh được. Lợi khí trong tay, bà ta bỗng nhiên cảm thấy Đinh Khai đến rất hay. Một phách không phiền hai chủ, nếu như đã giải quyết xong Triệu Cửu Tôn, vì sao không nhân cơ hội này kết liễu luôn cả tên tiểu tử đáng chết này? Lại nói muốn độc chiếm số tài vật kia, nhất định phải quét sạch tất cả chướng ngại vật. Triệu Cửu Tôn đã là oan gia đối đầu, tiểu đinh sao lại không phải là tâm phúc đại họa? Đương nhiên, bà ta còn chưa biết đến một nhân vật lợi hại hơn là Giang Nam Tiêu Chấn. Nhưng tiểu đinh cũng không phải là một kẻ dễ chơi. Bà ta nắm chặt 3 mũi liên hoa thích, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhưng kỳ quái là không hề có một tiếng động nào. Đây là chuyện gì? Lẽ nào tiểu đinh vừa tới đã quay đầu rời đi? Trong phòng tối đen như mực, không thể phân biệt cảnh vật. Bạch phu nhân nắm 3 mũi liên hoa thích, vốn đã quyết định vừa nghe tiếng động sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng lúc này lại không hề có một tiếng động nào, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta. Bà ta cũng không dám lên tiếng, thậm chí đã nín hơi tĩnh khí. Gian phòng ước chừng 2 trượng vuông, cũng không tính là lớn. Nếu như trong phòng nếu có người, hẳn có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở. Nhưng lúc này, ngoài trừ tiếng rên rỉ của Triệu Cửu Tôn, ngoài ra hoàn toàn yên tĩnh. Bạch phu nhân trong lòng hiểu rõ, tình thế này chỉ có thể đợi, kiên trì chờ đợi. Ai thiếu kiên nhẫn thì sẽ gặp bất hạnh. Chiến tranh không lời nói, rằng co không tiếng động, nhưng bỗng nhiên lại có người nhích chân một chút. Người này là ai? Đương nhiên chính là Đinh Khai. Sinh tử thành bại chỉ trong một ý niệm, loại cơ hội này há có thể bỏ qua. Bạch phu nhân lập tức vất tay, phóng ra 3 mũi liên hoa thích. Chỉ ít phải có 1 mũi trúng. Chỉ cần trúng 1 mũi, tiểu đinh đáng chết sẽ thật sự trở thành một người chết. Keng, keng, keng. Bỗng nhiên 3 tiếng giòn giã vang lên, đồng thời lóe lên vài tia lửa nhỏ. 3 mũi liên hoa thích không ngờ đều thất bại, cắm vào vách tường đối diện. Bạch phu nhân ngẩn người, bỗng dưng nghe được tiếng rít phá không. Một luồng chỉ phong đã bắn đến trước mặt. Hiển nhiên 3 mũi ám khí đã làm bại lộ vị trí của bà ta. Bạch phu nhân thất kinh, trong lòng biết đã khéo quá hóa vụng, vặn eo một cái, lập tức bước nghiêng qua 3 bước. Nhưng tiếng chuyển động chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Bà ta đã không thể tiếp tục ẩn mình được nữa. Bạch phu nhân di chuyển tránh khỏi vài luồng chỉ phong, nhất thời trở nên luống cuống tay chân. Bà ta trong lòng rùng mình, biết cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi. Vạn nhất có sơ suất gì, kết quả sẽ rất khó coi. Rơi vào tay Đinh Khai sẽ có kết quả gì? Cho dù không chết, cũng không biết phải chịu bao nhiêu khốn khổ. Quan trọng nhất là
số tài vật khổng lồ kia cũng sẽ trở thành bọt nước. Một người thông minh sao lại muốn lâm vào tình thế này? Bạch phu nhân đương nhiên không muốn tỏ ra là anh hùng hảo hán, tâm niệm biến đổi, lập tức quyết định tạm thời thối lui một bước. Thân thể bà ta lập tức xoay tròn, đưa tay ấn nhẹ một cái vào nút lớn và hạt đậu nhỏ nhô ra trên vách tường. Chỉ nghe cạch cạch vang lên, một phiến cửa ngầm liền mở ra. Phiến cửa ngầm này rộng chừng hơn một thước, vừa đủ cho một người chen vào. Bạch phu nhân khẽ nghiêng người, lập tức lách vào bên trong. Bình một tiếng, cánh cửa lập tức đóng lại. Trong phòng trở nên yên tĩnh, nhưng vẫn hoàn toàn tối đen. Bỗng nhiên một tiếng kéo kẹt vang lên, một phiến cửa sổ đã khẽ mở ra, một tia sáng yếu ớt chiếu vào. Chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên, ôm lấy Triệu Cửu Tôn xuyên qua cửa sổ mà đi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Phi Đao Túy Nguyệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.